Và mình vừa đáp xuống sân bay ở Đà Nẵng và hiện tại đang là khoảng 8 giờ gần 9 giờ rồi. Và bây giờ thì khá là muộn. Mình thì cũng chưa ăn tối cho nên là bây giờ thì chắc là phải đi ra lấy hành lý rồi sau đó thì sẽ về khách sạn để check in rồi đi ăn một cái gì đó. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Các bạn hãy stay tuned video này để biết được là mình làm gì khi mà mình đến Đà Nẵng nha. Bye bye. Thực sự thì nếu như các bạn không biết thì ở cái sân bay ở Đà Nẵng ấy nó rất là vắng. Nó vắng hơn rất là nhiều so với những cái sân bay ở Nội Bài. Và các bạn có thể thấy là đằng sau mình thì không hề có một bóng người. Thực ra là có, nhưng mà chỉ là những cái người mà cùng cái chuyến bay của mình ấy ở vừa rồi. Okay. Em hỏi là khoảng tầm 10 giờ là cái tàu này nó quay đúng không? Không, tầm khuya 11 giờ 12 giờ tới. 10 giờ người ta đang di chuyển thì quay. Ok ok. Còn cái tàu cái cầu lửa kia thì thứ bảy nhỉ? Full lâu mà. À cái pháo hoa ở đây thì nó như nào? Mới bán ngày hôm qua. Thế mà từng xem 6 ngày nó bán lại. À 6 ngày bán lại một lần. Thế thì là hôm nay là thứ 6 ngày nữa quay lại là nó sẽ bán. Hello mọi người, và hiện tại thì mình vừa mới về nhà để thay đồ này, xong rồi thì tắm rửa qua một chút. Hiện tại thì mình đang ở cái không biết là mọi người nhìn không, nhưng mà cái này nó gọi là chợ đêm Sơn Trà. Cái này nếu như mình tìm hiểu qua thì nó là một cái chợ đêm nó khá là lớn ở tại Đà Nẵng. Và hiện tại thì mình đang ở sông Hàn ở Đà Nẵng. Và nếu như mọi người không biết thì cái sông Hàn này nó là một cái sông mà nó có thể quay được. Nó có thể quay được vào mỗi khoảng tầm về đêm, khoảng tầm từ 11 giờ đổ đi nó sẽ quay trong khoảng tầm nửa tiếng. Và mỗi lần quay thì khi mà có đoàn tàu đi qua nó sẽ quay. Và đây thì mình sẽ một chút nữa thì mình sẽ timelapse cho mọi người một đoạn về cái sông Hàn này, và để cho mọi người xem là cái sông Hàn này nó sẽ đẹp như nào. Và hiện tại thì mình vừa mới đặt chân đến Bà Nà Hill, và các bạn có thể thấy là đây là một cái background nó khá là đẹp, nó khá là giống của Trung Quốc. Và đây là mình vừa mới mua ba cái vé của Sun World để lên Bà Nà Hill, và bây giờ thì sẽ đi đổi cái vé để có thể ăn buffet ở trên đó. Hôm qua thì mình về nhà phát mình ngủ luôn. Chung là hôm nay mình định tính là đi Cù Lao Chàm để chơi để bơi, nhưng mà thực sự là hôm nay rất là nắng. Nay đang khoảng là 37 độ, nhưng mà nhiệt độ UV ấy, nó lên khoảng 11 chấm. Tầm này mình đi bơi thì chắc là nát người, nó đen hết người luôn, mà có khi nó còn bị cháy nắng luôn ạ. Đừng vội tắt màn hình đi và hãy theo dõi video này để xem nó sẽ như thế nào. Ok. Vậy là mình đã có trên tay được khoảng tầm 6 vé. Thì đã bao gồm là mình là đi là ba người mà, thì là bao gồm là ba vé cáp treo và ba vé ăn buffet ở trên đó. Bây giờ thì sẽ đi lên luôn cáp treo để lên qua cầu vàng và xem nó sẽ đẹp như nào. Bởi vì là xem ở trên mạng ấy, thì cầu vàng này thực sự là nó một chút gì trong những cái thiết kế nó khá là nổi bật ở Việt Nam, và các bạn đừng được yên tâm, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn trên đó. Thực sự thì vẫn là một cái quá trình mà
mình đi từ dưới kia lên đây để có thể đến được cái ga cáp treo. Nó rất là xa và đi rất là mỏi chân. Nó ở cái ga Tóc Tiên và bây giờ thì đang trên đường đi lên đây. Giai đoạn này có ánh sáng một chút này thì nó sẽ người trông đỡ bị phờ phạc hơn. Ok, vậy là chúng ta cũng đã đến à đâu? Hình như là chưa đến cáp treo đâu. Cáp treo còn một màu nữa cơ, một chút nữa mới dưới cáp treo. Sáng rồi mình còn chưa ăn gì. Bây giờ là khoảng 11:20 rồi mà mình còn chưa ăn gì. Sáng giờ khá đói, khá là mệt. Em có được chưa? Xin chào. Sau khi mà qua quan sát vé đi là phải xếp hàng một đoạn chen lấn rất là dài. Vào thôi các bạn ơi. Vào luôn cái này. Đi lên đẹp cái sau ấy. Ôi mình lên cái sau. Ok. Vừa đến cáp treo, ta ngồi bên này. Không, ngồi đi chạy chậm được. Đi bên này à? Thì bây giờ mình rất là đói, thực sự rất là đói luôn. Có thể là sẽ phải đi ăn một cái món nhẹ, một cái món đồ ăn nhẹ gì đó để có thể bớt đói hơn chẳng hạn. Và thực sự là rất là đẹp, rất là mát. Mát hơn được xa ở cái dưới sân ga ở bên dưới rất là nhiều. Đây là vườn hoa này, làng Sáp này. Thực sự là một cái điều mình rất là ngạc nhiên khi mà mình đến với cả cái chỗ này là ở trên này nhá. Tuy là nó nắng nhầy thôi nhưng mà thực sự là nó rất là mát. Cái chi tiết đây thì nó thực sự đúng là thiên nhiên và nó rất là trong lành. Cái không khí nó mát nhẹ nhẹ chút thôi chứ nó không phải là mát kiểu lạnh. Nên là các bạn lên đây thì ăn mặc bình thường là ok. Hôm nay thì mình ăn mặc khá đơn giản thôi. Thì mình mặc một chiếc áo t-shirt của Wing of Liberty có một cái hình ở đây và có một cái chữ đỏ. Mình sẽ đeo thêm một cái túi của Off-White và một cái dây của Chromehurst có cái mặt của Deckley và một cái ổ khóa của Chromehurst. Ngoài ra thì mình sẽ đeo thêm một cái kính Zenstal Monster Papas 01 và một cái quần jean của Snazzy Clothing và một đôi giày Van Authentic màu đỏ bình thường thôi. Thực sự cái không khí không hiểu, không thể hiểu miêu tả với các bạn được là nó như nào. Nhưng mà mình thực sự rất là thích cái không khí ở trên cái bàn nói như này và mình chỉ muốn ở đây thôi. Thực ra ngoài đây thì view thực sự rất là rộng. Một lát nữa thì mình sẽ quay cho mọi người một vài số cái cảnh video ở trên cái Bà Nà Hill này cho mọi người có thể biết rõ hơn về cái vẻ đẹp của Bà Nà Hill xem nó sẽ đẹp như nào. Và ngay trước mặt mình đây là nó là view biển. View này là biển này, nếu như mình không biết, nếu như mình không nhầm nó là biển Đông. Nói chung là mình vừa ở ngoài kia chụp được khá là nhiều ảnh đẹp. Bây giờ thì đang trên đường để đến làng Pháp. Làng Pháp là một cái khu mà có khá nhiều những cái gọi là khung cảnh ở những kiểu bên Pháp ấy. Nó khá là đẹp. Bây giờ thì mình đang trên đường khá vui. Thực sự thì rất là đông và vẫn phải xếp hàng. Chúng là mình cũng vừa mới lên cái làng Pháp, các bạn phải đi lên hai lần cáp treo. Và bây giờ thì khá là đói rồi, bây giờ cũng đến giờ ăn rồi. Bây giờ có lẽ là
mình với cả các anh chị mình sẽ đi vào cái nhà hàng buffet mà mình đã mua vé sẵn để có thể vào để ăn. Ở trên này không khí nó rất là đông vui và nhộn nhịp. Lúc ấy mình có hỏi qua mấy anh ở trên quản lý trên này ấy, thì anh ấy có nói là khoảng 2-3 giờ thì ở trên này sẽ rất là vắng. Và lúc đấy thì các bạn có thể, và lúc đấy cũng là cái lúc mà tắt nắng ấy, thế nên là các bạn có thể thử thoải mái selfie, gọi là sau đó thì chụp ảnh outfit các thứ trên này, thực sự rất là đẹp cái khung cảnh trên này nhá. Thực sự là mình cảm thấy là các bạn đứng vào chỗ nào các bạn cũng có thể chụp được outfit, thực sự là nó cực kỳ đẹp. Bây giờ thì sẽ phải đi tìm cái nhà hàng ăn mà mình đã mua vé buffet sẵn, rồi sau đó sẽ vào ăn một lát bởi vì là thực sự rất là đói. Wow. Thực ra thì trong này cũng không đến nỗi gọi là tối lắm. View thì được đấy, view đẹp đấy. Rồi thì sẽ vào chỗ ăn. Đây rồi, đi Lover đây rồi. Cái hàng ăn mình ăn bọn mình đây. Nhà hàng bọn mình ăn đây là Le Lover gì mà tiếng Pháp. Lấy vé á. Vào thôi, mình sẽ vào ăn ngay bây giờ. Ui, đông quá. Bá vẻ em. Nhà nhà mình vui lắm vậy. Công thức ăn mưa đủ chung chẳng lắm. Ok. Thực ra mình vừa ăn xong và khá là no cái đồ ăn ở trong cái nhà hàng đấy thì rất là ngon. Sorry mọi người một chút là mình không quay lại được ấy. Mà khuyến khích mọi người khi mà lên Bà Nà Hill thì nên gọi cho mình thêm một cái combo buffet với là khá là ngon. Và hiện tại thì mình đang ở cái làng khác. Ở đây thì nó không, nó bớt đông rồi thì là trên cái tour nhá. Các bạn cũng có một kinh nghiệm khi mà các bạn đến đây á, là các bạn cần phải đi thật trễ và về cũng thật muộn luôn. Bởi vì là cái tầm khoảng 3-4 giờ ấy là họ sẽ chơi thêm một tiếng nữa rồi họ về. Thì chúng ta hãy về cái lúc đó thì nó sẽ không bị đông. Và cái thời tiết lúc đấy ấy, cái nắng này, nắng cũng không quá gắt và nắng cũng không quá vàng, cho nên là chúng ta có thể tự sướng, chụp ảnh thoải mái rất là nhiều. Và cảnh ở làng Pháp này thì thực sự là rất là đẹp. Đây là chị mình đang chụp ảnh khá là ok. Ở cái làng Pháp này ấy, thì nó có một số những cái hoạt động, nó có những một cái buổi tiệc của những người nước ngoài, nó có kiểu như là người Tây ấy. Và cái buổi tiệc như này thì có những fan chương trình rất là hay ở trên này. Ở đây thì mình thấy là có một anh hề của người Tây rất là vui. Cầu Vàng. Nếu như các bạn không biết thì Cầu Vàng ở Đà Nẵng rất là nổi tiếng. Như mình đã nói vừa lúc nãy thì nó thực sự rất là nổi tiếng ở Đà Nẵng luôn. Nhưng mà các bạn đến Đà Nẵng mà không đi Bà Nà Hill là một này, mà đi Bà Nà Hill mà lại không đi Cầu Vàng thì thực sự là rất là phí. Mình đang trên cáp treo và rất là may là mình được ở trong cái cáp treo này một mình mà không hề có người nào cả, cho nên là mình có thể vlog nói chuyện cho các bạn một cách bình thường được. Để mình ngồi sang bên này cho đỡ nào. Bên này hơi chói. Nóng quá thì mình nhấn đeo cái đeo kính. Chói. Mình phải đeo kính vào. Ok, vậy là mình đang lên trên đường Cầu Vàng và ngay sau mình đây thôi, nó cũng đó chính là cái Cầu Vàng mà mình định quay video cho mọi người. Tí nữa thì sau khi mà đi Cầu Vàng về xong thì chắc là mình sẽ đi sang cái tượng Sáp. Ở trong này thì có khá nhiều cái nhân vật nổi tiếng rất là đẹp. Thực sự thì mình chẳng có tư gì để gọi là chê cái Bà Nà Hill này cả. Cái quãng đường mà để đi ra Cầu Vàng này thì mình thấy ở đây là nó cũng khá là gần, cũng không xa lắm so với cái trang máy mà cái cáp treo mà mình đi từ dưới mặt đất lên đến Bà Nà Hill. Chắc là chỉ khoảng vài phút là đến. Các bạn có thể thấy là cảnh ở đây thì rất là đẹp. Các bạn, mình khuyến khích các bạn là nên đi vào những cái ngày nắng ấy.
ở những cái ngày mưa thì thực sự là nó sẽ bị có sương mù ở phía trên này, nó khá là cao, nó cao hơn so với mực biển là khoảng gần 1.5 cây, nghĩa là gần 1.5 cây. Không biết là cái cầu vàng này nó có đông không, nhưng mà không đông thì mình có thể là sẽ vlog tiếp cho các bạn, cộng thì mình sẽ lại quay cảnh video bình thường thôi. Ở Đà Nẵng này thì mình thấy ở kia là có cả thêm cả mấy khu đang chuẩn bị xây dựng nữa, đang xây dựng sắp xong rồi. Hình như nó là thêm mấy khu để nghỉ dưỡng hay là để du lịch gì đó. Wow, chúng ta đã đến với cả dọc đường mình đi là chúng ta đã đến với cả cái cầu vàng nữa rồi. Cầu vàng đó các bạn ơi. Giờ mình sẽ ra. Bắt ra. Chào. Wow, và ngay sau các bạn đây chính là cầu vàng của bọn mình. Từ đợi mình một chút. Alo. Vừa rồi là cái anh taxi, cái anh mà xe đón mình ấy, đón mình, cho nên là anh ấy gọi cho mình xem là như nào, xem là mấy giờ về. Các bạn có thể thấy đây là cầu vàng này. Ngay sau mấy đây thôi, nó chính là cầu vàng. Cái cầu thực sự là nó là một cái kỳ quan mình nổi tiếng nhất ở Đà Nẵng, nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Nó rất là đẹp. Nó là thiết kế theo hai cái bàn tay nó đỡ lên, đỡ cái cây cầu lên ấy. Cho nên là chúng ta sẽ nhìn cảm giác nó cực kỳ là đẹp. Các bạn đi tầm này nó ít người rồi và nắng nó cũng tắt đấy, cho nên là chúng ta chụp ảnh sẽ rất là đẹp. Ui, cái gì đây? À, đây là lượng người xếp hàng xuống cắt cho nhau để đi xuống á. Nhưng mà mình đi cầu vàng thì mình đi được này. Đó, welcome to cầu vàng. Mình đứng trên cầu vàng các bạn ạ, rất đẹp, không khí thì rất là trong lành và cầu vàng này nó rất dài, rộng nữa. Hiện tại thì đang ở đường để lên hầm rượu. Và các bạn ở thấy cầu vàng đấy, các bạn thấy là cầu vàng nó thực sự rất là đông. Cho nên là mình không thể vlog được cho mọi người. Và trên đường lên hầm rượu này thì cũng bớt một chút rồi. Và mình cũng sắp phải về đến khách sạn của mình rồi. Mình sẽ vào nốt hầm rượu, rồi sau đó sẽ lên tượng Sáp. Ở đây thì nó có một cái ô nhỏ nhỏ để chúng ta có thể đi vào, nhìn như kiểu là có những cái họa tiết ở bên trong đấy, khá là đẹp. Mình chụp thì cũng khá là nhiều ảnh ở trên cái Banda Hill này rồi. Vậy là chúng ta đã vào đến hầm rượu. Mình sẽ đi vào hầm rượu. Đây cấp à, đâu hình như khóa cửa hay sao không ạ? Quên rồi. Khóa rồi. Quên rồi. Ui, hơi tiếc một chút là hầm rượu khóa sừ mất. Bạn để thấy là hầm rượu khóa sừ rồi. Mình không thể vào được đây. Thực sự là mình đang rất là mệt. Mình đã đi bộ cả ngày hôm nay khoảng gần 6 cây rồi. Và thực sự cực kỳ mệt luôn. Bây giờ sẽ lên cáp treo để đi sang bên kia, rồi sau đó sẽ quay vào làng tượng Sáp. Trong đấy thì mình thấy là họ nói có ghi là nó rất là đẹp. Mình sẽ đi vào cái cổng mà mình vừa giới thiệu cho mọi người lúc nãy ấy, là nó rất đẹp ấy. Thì đây, mọi người có thể thấy là nó rất là ảo diệu. Những họa tiết nó văn như này này, trông cũng khá là ok, không đến nỗi. Thực sự thì lúc này rất là mỏi chân. Mình chỉ muốn có một cái xe máy để mình đi về thôi. Như vậy là cũng đã xuống. Chết ngỏm rồi. Cái tìm đi đó. Mang hai viên đi, quay hết hai viên rồi. Ở đây là tượng Sáp, các mọi người thấy là có rất nhiều. Đây là Iron Man này, đây là Transformer, đây cũng là cái gì nhỉ, Bumblebee, đây là Obama, mình chỉ biết đây là Michael Jackson này. Đây là Michael Jackson. Đây là cầu thủ thì mình không biết, các bạn nào biết thì có thể comment cho mình dưới mình xem. Đây, đi xuống tầng dưới đi xem có gì.
em nghĩ là nó còn nhiều thực sắc hơn là cả ở đây á. À, dưới này là khu vui chơi và nó không có một cái thực sắc nào cả. Đúng rồi. Đây chỉ là khu vui chơi bình thường thôi. Nó có thực sắc rồi các bạn ạ. Ở cái khu vui chơi này, các bạn lưu ý là khoảng 7 giờ là nó đóng tất cả, cho nên là các bạn hãy lưu ý là đến trước 7 giờ đấy nhưng mà muốn tới khu vui chơi để chơi. Tất cả các khu vui chơi ở đây ấy đều hoàn toàn miễn phí, cho nên là rất là thoải mái để có thể vào chơi thôi. Và bây giờ thì thực sự là hết thật sự rồi. Mình sẽ lên gác và đi về. Hey yo, hello mọi người, hiện tại thì mình vừa mới ở cáp treo đi xuống, hiện tại là 8 giờ rồi và nó đang đáng ra là mình về từ lúc nãy rồi nhưng mà cáp treo nó bị dừng lại nên là mình phải đợi ở đấy khoảng nửa tiếng mình được về. Không biết là mình còn có xe để đón hay không nữa bởi vì là anh ý đợi mình quá lâu. Bây giờ thì đường rất là vắng. Bây giờ mới phải về nhà để tắm rửa xong mới đi ăn tối.